Hello, xin chào toàn thể quý của chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Săn Ma. Đây. Thì hôm nay thì Tú bắt đầu sẽ ra video mới ở kênh này nha cả nhà. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh và theo dõi nha. Thì hôm nay ở trên livestream ở bên kênh Săn Ma Vlog thì Tú cũng đã nói rồi, thì hôm nay thì Tú sẽ bắt đầu ra phía sau nhà mình và đặt camera. Thì hôm trước phía sau nhà mình đó là ở bên kênh Săn Ma là có một con quỷ tóc trắng đó. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cái khu vực đặt camera nha cả nhà. Thì cũng không biết như thế nào, cũng lâu rồi thì về nhà mình thì lúc trước nó ở trong nhà mình mà rồi mình cũng kiến rồi nọ rồi nó ra ngoài rồi. Nhưng mà không biết ở phía ngoài nó còn phía ngoài hay không thì không biết nha. Ngặt cái đêm nay thì đi mưa nó biết thế nào nữa. Rồi ok, thì mình chỉ ra ngoài đó đặt camera cũng như là đặt camera ngoài á, xem có thấy gì hay không. Ok, thì không có giọng nữa, bây giờ mình mời cả nhà mình đi ngồi đó nha. Đây cả nhà ơi. Wow, trời chuẩn bị lắm rồi. Mình thấy mình râm râm không? Biết quay được không nữa, quá trời chuẩn mưa. Ok, không đi vòng nữa đâu, mình đặt camera luôn nha. Rồi ok trời, giờ mình đặt luôn trên luôn nha. Trời sắp mưa tới, mình đặt ra lẻo được. Ok, mình sẽ đặt cái này đi ra ngoài luôn cái này. Đợi giờ chuyển mưa lắm rồi.
Bây giờ thấy gì cả nhà, trời biển mưa quá mình không để máy lâu nữa. Trời ơi,